BD mà ông bày đặt đi học bóng rổ nữa. Bạn nó ném nguyên cái trái bóng rổ từ đầu em luôn. Thì em quyết định là thôi em trổ bóng luôn cho rồi đi. Con gái á, mà mặc đồ con trai thì người ta kêu cá tính. Còn con trai mà mặc đồ con gái thì người ta kêu là biến thái. Ba em có nói thẳng với em là tao thấy mày là hết thuốc chữa rồi. Tao không có đứa con như mày. Không xứng đáng với Khôn Nguyên. Không xứng đáng với chuyện gì? Dạ về tất cả mọi thứ. Hồi nãy nụ hôn là bạn này xin lỗi, còn sau chuyện đó xong là cảm ơn. Em là người cũng hơi thích bạo lực trong chuyện đó. Nên là em hơi hơi sai. Em hơi di chuyển Khôn Nguyên vòng vòng vòng. Em thấy bạn đó cũng hơi mệt. Dạ, tại phòng cũng rộng nhưng mà em cứ tùm lum chỗ. Chị ơi, sao em? Nụ hôn đầu tiên của chị ở năm lớp mấy đấy? Nụ hôn đầu tiên của chị hả? Em tên là Khôn Nguyên, năm nay em 21 tuổi. Hiện thì em còn đang là sinh viên và em có kinh doanh online về xà phòng organic và nến thơm. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho anh xin phép hỏi Khôn Nguyên là em có một cái hình mẫu lý tưởng nào để mà mình theo đuổi không? Thật ra thì Đào Bá Lộc cũng chính là một hình tượng mà em theo đuổi. Bởi vì Đào Bá Lộc là một người truyền cho em rất là nhiều cảm hứng. Em rất là mong muốn là sau này mình cũng sẽ thành công như vậy. Rồi, thế bây giờ mình vào chương trình cho anh hỏi là Khôi Nguyên phát hiện ra bản thân của mình từ lâu chưa? Em thì phát hiện ra giới tính của mình từ khi em còn rất là nhỏ. Em học khoảng cấp 1 thì lúc đó là vô tình cậu của em là em họ của mẹ. Lúc đó là cậu em cưới vợ. Nhưng mà thay vì là người ta mời ca sĩ thì cậu em lại mời những cái chị chuyển giới tới để hát. Mà em cảm thấy mấy cái chị đó rất là đẹp, rất là thích những cái chị đó. Thì lúc mà đi về nhà thì bà ngoại em có khen cái chị MC là giọng của chị đó hay quá. Xong rồi em cũng nói là ồ trời, chị đó cái giọng giống y chang con gái luôn á bà ngoại. Xong cái bà của em mới kêu mày đừng có khen, mày mà khen hả mai mốt mày giống vậy tao đập mày chết. Lúc đó em cũng hơi hết hồn một tí xíu. Xong rồi em cũng lấp liếm, em cũng nói thôi thấy ghê muốn chết, sao mà giống được. Tới lúc mà em khoảng 12 tuổi á, lớp 6, thì lúc đó em biết sử dụng Facebook. Thì có một vài anh ở trên Facebook thấy em cũng dễ thương nên là mấy anh có nhắn tin với em. Xong rồi em cũng trả lời, nhưng mà là những tin nhắn trong sáng thôi. Thì lâu lâu cũng anh nhớ em, hoặc là em cũng kêu là trời em cũng nhớ anh quá. Vô tình ba mẹ em. Lúc đó là em đã thích cái bạn trai đó lần đầu tiên hả? Dạ là em có cảm tình, em chỉ biết qua Facebook thôi á chị. Em thấy ảnh cũng đẹp trai thì em cũng nhắn tin qua lại cái kiểu. Xong rồi lúc mà ba mẹ em phát hiện thì ba mẹ em rất là gay gắt. Sao mà ba mẹ em phát hiện được? Dạ tại vì lúc đó em sử dụng điện thoại thì còn nhỏ nên là ba mẹ em hay kiểm tra. Ba mẹ em phát hiện ra rồi ba mẹ em tịch thu luôn điện thoại. Là em phải cắt đứt liên lạc với lại cái anh đó. Từ lúc đó trở đi là ba em bắt em là phải cứng rắn lên, không có được yểu điệu nữa. Nên là ba em bắt em phải đi tập võ, phải chơi bóng rổ. Mà em học bóng rổ là do em không có cái lực để mà ném bóng nên là em không bao giờ mà em ném vào rổ trái nào hết trơn á. Có một cái bạn đó cũng là trai thẳng, bạn đó cao lắm. Bạn đó ném nguyên cái trái bóng rổ từ đầu em luôn. Bạn đó kêu BD mà ổng bày đặt đi học bóng rổ nữa. Lúc đó em biết là BD là một cái từ gì đó nó rất là kỳ thị với lại cộng đồng. Em khá là buồn và em cảm thấy mình không có giống với lại những người xung quanh. Và em cũng cố gắng để có thể tiếp tục học những cái môn thể thao để cho ba mẹ em không có định kiến với em nhiều nữa. Nhưng mà em cố lắm. Nhưng mà em học được không? Dạ không. Em học không có được. Em cố lắm, chỉ có nửa năm thôi. Em đang nỉ ba em là ba ơi, cho con nghỉ đi, giờ ba cho con đi học múa rồi con học. Chứ con học mấy cái này là con học không có được. Lúc đó là gia đình em đang rất là thuận lợi trong cái việc kinh doanh. Ba mẹ em thì cứ thấy em chơi với con gái. Tại vì trong quán có rất là nhiều chị nhân viên nữ. Rồi ba mẹ em thấy không ổn. Nên là ba mẹ em bắt em phải đi xét nghiệm hóc môn. Rồi bắt em phải đi khám tâm lý. Nhưng mà lúc mà vào xét nghiệm thì bác sĩ mới cười, bác sĩ mới kêu là cái hóc môn á, nó không có ảnh hưởng tới xu hướng cái tâm lý của em. Nên là bác sĩ mới kêu là thôi đi về đi. Nhưng mà ba mẹ em thì khăng khăng là phải coi xét nghiệm coi, phải có một cái gì đó để chứng thực cho ba mẹ em biết em là con trai á. Lúc mà xét nghiệm ra thì hóc môn em vẫn là hóc môn nam bình thường, chứ trong người em không hề có hóc môn nữ. Ba mẹ em lại đưa em đi khám tâm lý. Lúc mà vô bác sĩ tâm lý á, thì bác sĩ tâm lý nói á, do là em ở nhà em tiếp xúc quá nhiều với lại mấy dì mấy cô, rồi em toàn là con gái ở trong nhà không, nên là nó ảnh hưởng tới cái tâm lý của em. Bác sĩ kêu là do em bị tác nhân từ bên ngoài, chứ không phải là em đã nhận thức được mình từ nhỏ là như vậy rồi. Nhưng mà bác sĩ lại nói như vậy. Xong ba mẹ em cũng nghe lời bác sĩ. Ba em bắt em phải tập huấn theo tiến độ của ba em
á là ba em bắt em đi ăn cơm sườn, ngồi cái ghế thấp như vậy nè, là phải banh cái chân ra, không có được ngồi mà mắt chéo chân như vậy đâu. Ba em phải bắt phải vệ vệ lên con trai là không có sợ cái gì hết đó. Trời, lúc đó em gồng đứt dây luôn. Gồng đứt dây luôn. Sau khi mà bác sĩ nói về cái tác nhân ngoại cảnh như vậy á, thì ba của em có bắt em là không được tiếp xúc với các dì, các cô hay là không được chơi với các bạn gái nữa luôn không? Dạ có, ba em bắt em là đi vô tập võ là chỉ chơi với mấy thằng con trai thôi. Ba em kêu đánh cái thằng đó mà chảy máu mũi là ba em cho nên đầy đen luôn. Nhưng mà người ta khỏe lắm, em sao đánh lại được. Em liễu yếu đài tơ xưa giờ rồi. Rồi trong thời gian đó em ở nhà, em gồng sao? Thì cũng là một cái kỷ niệm rất là vui. Lúc đó là em ở nhà em thích làm công chúa lắm chị. Em thích quấn mền, em quấn khăn, quấn màn đồ đó. Rồi em làm lọ lem, em làm bạch tuyết, em chơi trong phòng. Em chơi có mình em mà. Xong rồi cái bị ba mẹ kiểm tra đột xuất. Cái ba mở cửa ra. Sao cứ khóa cửa lại? Dạ, tại vì em không có nhớ để em khóa cửa. Xong cái em mê làm gái mà quên hả? Dạ mê quá cái quên luôn. Xong cái quấn lên cái thấy đẹp quá, cái cứ tung tăng trong phòng vậy đó. Ờ ta là bạch tuyết, ta là công chúa đây. Xong cái ba mở cửa vô cái em ta là samurai. Ta không có phải là công chúa gì đó. Đó là em phải cố gắng em gồng lên. Ba em hỏi là tại sao tập võ mà quấn mấy cái mền. Em mới kêu không, con giống như phim trưởng vậy đó. Là người ta trong phim trưởng người ta hay mặc đồ như vậy đó. Lúc đó là em cắt đầu đinh, em không có được để tóc, em cắt đầu đinh luôn. Em đi học là em phải mạnh mẽ. Lúc ở trường thì không có ba mẹ thì em như thế nào với mấy bạn cũng được. Nhưng mà lúc mà về nhà rồi á, thì giọng nói, cử chỉ, thái độ của em cho tới cách em cười, tới cách em ăn thì em cũng phải như một người con trai. Sau khi mà được đi khám bác sĩ tâm lý với lại đi xét nghiệm thì em quyết định là thôi em trổ bóng luôn cho rồi đi. Trổ bóng luôn cho rồi đi. Chỗ bóng là lộ luôn hả? Dạ đúng rồi. Bụng nẹp đó phải không? À, dạ bụng nẹp đó. Em mua xăng tin về rồi em mua gương. Rồi đi học là em đánh lên tí xíu cho sắc môi em hồng, cho nó đẹp đẹp tí xíu. Mẹ em vô tình mẹ em phát hiện ra, lúc đó mẹ em thấy trong cặp là có cái cây son đó với lại cái gương. Cái mẹ em mới hỏi là cái này của ai? Xong rồi cái em mới kêu là có bạn kia, bạn bỏ quên, con cầm về giùm bạn. Mẹ em mới quăng một cái xoẻn xuống đất. Mẹ em mới kêu là từ nay về sau ai mà bỏ quên cái gì mẹ cấm con không có được cầm về, nghe chưa? Rồi sang ngày hôm sau em kể chuyện cho cái chị mà làm trong quán của em á. Em mới kể cho chị đó, chị đó chị mới kêu á, chị nói thiệt với em nha, con gái á mà mặc đồ con trai thì người ta kêu cá tính, còn con trai mà mặc đồ con gái thì người ta kêu là biến thái. Trai mà mặc đồ con gái thì người ta kêu là biến thái. Mà lúc đó em đủ nhận thức để em biết cái từ biến thái nó là cái gì. Và em nhận biết được bản thân mình không phải là một kẻ biến thái. Em cảm thấy nó rất là nặng lời đối với em, nên là tổn thương. Rồi từ đó là em không dám chia sẻ với cả người ngoài, rồi với cả ba mẹ em, người trong gia đình em cũng không dám chia sẻ cho tới tận bây giờ luôn. Em cũng muốn thông qua chương trình để mẹ em có thể hiểu em hơn. Là đến bây giờ em vẫn chưa come out trực tiếp với mẹ của em luôn hả? Dạ, em có come out với mẹ bằng cách là em viết thư cho mẹ. Em nói là mẹ ơi, bây giờ giới tính của con là như vậy, mẹ có thể chấp nhận được con hay là không? Em viết ở đó xong rồi em để trong phòng cho mẹ, để mẹ em đi làm về mẹ em đọc. Thì lúc mà em đi học về thì mẹ em chưa có làm về. Em thấy lá thư thì mất tiêu rồi. Em cũng thấy thái độ của mẹ em rất là bình tĩnh, rất là bình thường đối với em luôn. Em không biết là lúc đó mẹ em đọc hay chưa, mà em cũng không biết là cảm xúc của mẹ em lúc đó như thế nào. Thì đó là cứ im lặng, mẹ em ngầm chấp nhận em cho tới thời điểm hiện tại luôn. Tại vì chị nghĩ là mẹ em đã biết từ lâu rồi. Dạ đúng rồi. Nên khi em viết lá thư đó là giống như em đã khẳng định lại là em là người như vậy. Dạ. Mẹ em không thể là biến đổi em thành một người bình thường được. Dạ. Nên mà và mẹ em đó đã hiểu được là em đã là như vậy rồi, nên dạ, mẹ em sẽ không sốc nhiều. Dạ. Cứ hiểu không? Sau đó ba em có nói thẳng với em là tao thấy mày là hết thuốc chữa rồi, tao không có đứa con như mày. Tao không có đứa con như mày. Một năm sau thì ba mẹ em chia tay. Mãi cho tới tận sau này em cứ nghĩ cái lý do chia tay của ba em là do ba em có người phụ nữ khác. Nhưng mà mẹ em sau này thì mới nói với em á, ba em bỏ mẹ em là bởi vì ba em cảm thấy không dạy được em và ba em muốn có con trai, chứ ba em không có muốn có một đứa con mà trai không ra trai, gái không ra gái như em. Đó chính là một lý do. Dạ đúng rồi. Chứ nếu tình yêu đủ lớn, chuyện đó đâu có phải là cái chuyện mà trọng tâm để mà chia tay không ở với nhau đâu. Khi mà Nguyên biết cái lý do mà bố mẹ chia tay nhau á, có bao giờ em tự đổ lỗi cho bản thân mình không? Dạ có, em tự trách bản thân mình rất là nhiều. Tại vì có nhiều lần á, em chứng kiến cái cảnh mà ba em đánh mẹ em là vì em. Ba em nói là do mẹ em là không biết dạy em, để em trở thành một con người như vậy. Là con hư là tại mẹ. Con hư là tại mẹ. Em cũng không có dám khóc trước mặt mẹ. Tại vì từ đó tới giờ thì hai mẹ con ít khi nào mà chia sẻ với nhau lắm. Nên là
em thấy mẹ em như vậy em rất là thương, mà em cũng không biết là phải an ủi mẹ như thế nào. Mãi cho tới tận bây giờ thì em mới biết là mẹ em chấp nhận ly hôn ba em lúc đó là bởi vì mẹ em sợ cho em á, mẹ em sợ là ba em sẽ làm những cái việc nó còn tệ hơn là lúc đó nữa. Mẹ em làm tất cả mọi thứ là vì em nên em rất là thương mẹ. Bây giờ mẹ em ở đâu? Dạ mẹ em thì vẫn đang ở Biên Hòa. Mẹ em ở riêng nè, một mình hay sao? Sau này thì mẹ em có người yêu mới rồi chị. À, dạ. Sau bao năm thì mẹ em mới có người yêu mới? Khoảng sau 3 năm. Chia tay với ba em sau 3 năm? Dạ đúng rồi. Và cho chị hỏi là khi mà ba em chia tay với mẹ em thì sau đó bao nhiêu tháng ba em có người yêu hay là ba em vẫn ở độc thân đến bây giờ? Sau khi mà chia tay mẹ em xong á thì ba em bắt đầu một cuộc sống với một người phụ nữ khác luôn. Cách bao nhiêu tháng là? Em thấy nó nhanh lắm, chắc khoảng vài tuần thôi chị, chứ không tính bằng tháng. Lúc đó em cứ canh cánh trong lòng là do mình nên là ba mẹ ly hôn. Có thể do em một phần nhỏ thôi, chứ nếu mà rất là nhiều gia đình cũng con là cộng đồng LGBT, người ta cũng đâu bỏ nhau đâu, ta vẫn yêu thương nhau. Chẳng hạn như ba mẹ chị, dạ, rất nhiều người đang rất hạnh phúc, rất là thương nhau. Nếu mà tình yêu lớn thì những cái chuyện gì cũng vượt qua được hết. Tại vì con mình sinh ra mà, đâu có ai muốn điều đó đâu. Bản thân mẹ em cũng không muốn điều đó. Dạ. Thì chị nghĩ đó là chỉ là một cái lý do để mà chia tay mẹ em thôi. Dạ. Là bây giờ ba em có con với vợ sao chưa? Dạ chưa. Ba em vẫn chỉ có một mình em thôi. Nhưng mà em với ba em thì cũng đã cắt đứt liên lạc được từ cách đây khoảng 2-3 năm trước rồi chị. Lúc trước thì em vẫn về em thăm ba, rồi em vẫn về em thăm gia đình bên nội. Nhưng mà ba em gặp em, ba em có nói với em một câu. Nhưng mà tao thấy ớn, tao thấy gớm quá. Càng ngày em càng thấy mình bị người trong chính gia đình của mình kỳ thị. Đó là ba của em. Là người ngoài nói mình. Dạ, từ đó về sau là em quyết định là em cắt đứt liên lạc. Tại vì em không muốn nghe những cái lời nói đó nữa. Rồi cho anh hỏi là cái cuộc sống của mẹ em với lại người bố sau của em á, mọi thứ ổn thỏa một chút gì đó cho mẹ thì em mới nói là mẹ cảm thấy mà mẹ hạnh phúc thì mẹ cứ sống với bác, tại vì đó là hạnh phúc của mẹ. Em không muốn vì em mà mẹ em phải từ bỏ đi cái hạnh phúc mà mình đang có. Và bây giờ thì bác cũng rất là thương mẹ, em cũng không cần gì nhiều, là bác không cần phải đối xử với em như con ruột đâu. Nhưng mà sao em không gần gũi với bác hơn? Thì giờ bác không thích em đi, dạ, thì mình gần gũi với bác hơn, dạ, bác xem bác như thế nào. Chị nghĩ vậy nè, có thể nhiều khi lúc đầu, tại mình là người cộng đồng LGBT, có thể là bác chưa có tiếp xúc với ai trong cộng đồng LGBT, dạ, trong đó bác có một cái thành kiến không tốt về cộng đồng LGBT mình, dạ. Nhưng mình cứ kể mở đi, thì mình quan tâm với bác, hay là mình chào hỏi bác một cách rất là lịch sự, hiếu thảo với bác, hay là hiếu thảo với mẹ, cho bác thấy là mình rất thương mẹ, mình hiếu thảo, bác yêu mẹ mà, dạ, đúng không? Biết đâu nó sẽ lay động. Nếu mà em muốn làm thử, chị nghĩ là sẽ thành công, dạ. Chị nghĩ là dùng tình cảm, tình thương, chị nghĩ là sẽ giống như người ta gọi là mưa lau thấm đất. Rồi, sau khi mình sắp xếp hết những câu chuyện về gia đình rồi, mình giải tỏa được hết những cái tâm sự của mình rồi, thì bây giờ mình quay sang câu chuyện tình yêu đi. Dạ. Mối tình đầu của em thì từ đó tới giờ em chưa có quen ai hết. Em chỉ có quen một bạn là cho tới thời điểm hiện tại luôn. Là bao nhiêu năm rồi? Dạ, tụi em quen nhau cũng gần 3 năm rồi đó anh. Ừ. Dạ, em vô tình quen được là do hôm đó em đi ăn cơm sườn với lại chị của em. Xong rồi em thấy em lồng lộn quá, tự nhiên hôm đó đi ăn cơm sườn xong em đi về. Cái em quyết định là thôi em đi cà phê chung với lại một cái bạn nữa. Bạn đó mới hỏi là em có người yêu chưa. Xong em mới kêu dạ chưa. Xong bạn đó mới kêu là hả, thôi để giới thiệu cho thằng này. Xong cái bạn đó mới gửi qua cái Instagram của người yêu em. Xong rồi em mới follow. Ngày xưa thì em hay livestream lắm. Em hay livestream, em chia sẻ với mọi người về cuộc sống của em á. Thì bạn này vô, bạn đó comment. Hai đứa em bắt đầu nói chuyện với nhau. Khoảng 1-2 tuần sau thì tụi em đi chơi với nhau và chính thức quen nhau cho tới thời điểm hiện tại luôn. Hôm nay em có dẫn bạn này đến đây không? Dạ có ạ. Thì bây giờ mời người yêu của Nguyên đi. Dạ. Em giới thiệu về mình đi cơ. Dạ, em tên là Thái Tân, năm nay em 21 tuổi. Em đang học chung ngành với Khôi Nguyên và kinh doanh chung luôn. Cứ ở đâu, nhà cứ ở đâu? Dạ, em ở Nhà Bè. Cho anh hỏi Tân là khi mà lần đầu tiên em tiếp xúc với Nguyên ở ngoài á, là lúc đấy là Nguyên đã cái hình ảnh unisex như thế này rồi? Dạ chưa. À, lúc đấy là con trai. Dạ đúng rồi, tại vì hồi cấp 3 thì Nguyên có một cái clip rất là viral trên mạng. Dạ nên là em coi. Dạ clip kiểu làm khùng làm điên á chị. Nhưng mà em thấy rất là dễ thương. Lúc đó em nghĩ là chắc không bao giờ mình gặp được cái người này ngoài đời đâu. Cái khi mà cái bạn em giới thiệu mới gặp Nguyên ngoài đời thì em thấy dễ thương. Rồi còn Nguyên khi mà
em gặp Tân ở ngoài đời. Tân gầy đét luôn anh ơi, trời ơi, chỉ có 50 mấy ký thôi. Em mới nói trời, không biết như vậy có che chở được cho mình không. Tân nhìn cũng rất là thụ luôn. Em không biết là mình có chọn sai người không nữa, lúc đó em rất là hoang mang. Nhưng mà em vẫn thôi, mình đặt ra một cái tiêu chuẩn rồi cũng không bao giờ mình tìm được với cái người mà đúng với cái tiêu chuẩn của mình. Sao mình không thử biến cái người này thành cái gu của mình xem là sẽ như thế nào. Thế là bạn này bạn đó đi chơi em xong bạn đó thấy vui quá, các bạn đó quyết định là hẹn hò với em. Đi chơi làm sao mà vui vậy Trinh? Là lúc kể, đó kể tim mẹ cho nghe được không? Dạ lần đó thì lúc đó nhà em còn bên quận 3, xong rồi em qua quận 7 em chơi là lần đầu tụi em hẹn hò với nhau là ở Crescent Mall. Xong cái tụi em lúc đó em không có biết cái bãi giữ xe nó nằm ở phía sau, em cứ chạy vòng trước cửa. Các bạn này thấy bạn mới kêu trời dễ thương quá, xong rồi bạn này mới gọi điện cho em kêu là vòng ra sau mới có bãi gửi xe, thì em mới vòng ra đằng sau. Cái tụi em vô tụi em đi chơi chung với nhau rồi. Có đi ra cầu ánh sao không em? Dạ có. Trời ơi mà mắc cười lắm anh, lúc đó hồi xưa em nói hả, mấy cái người mà quen nhau ra cầu ánh sao là sớm lắm, mà sau này em có người yêu là em không bao giờ em làm chuyện đó hết trơn á. Cuối cùng em là ra đó. Lúc đó là hai đứa chưa có nhiều tình cảm gì với nhau, thì khi mà tiếp xúc trong 1-2 tuần đó thì cảm thấy hợp nhau. Lúc đó thì không biết cái giai đoạn đó thì em lại thích make up, nhưng mà Khôn Nguyên thì lại không thích chuyện đó. Sau khi quen 1-2 tuần á thì Khôn Nguyên mới nói là anh ơi, em thấy anh hơi nhẹ nhàng quá, thì Khôn Nguyên muốn em thay đổi. Và có nhiều người xung quanh nói em là không xứng đáng với Khôn Nguyên. Không xứng đáng với chuyện gì? Dạ, về tất cả mọi thứ, về ngoại hình, về tính cách. Tại vì em là top nên là khi mà người ta nhìn ngoại hình em cái thời điểm đó thì họ không chấp nhận. Dạ. Hơi yếu đúng không? Dạ đúng rồi. Em mới thấy là mình phải thay đổi nên là em mới bắt đầu em tăng cân và em đi tập và em mới thay đổi tính tình của mình. Dạ. Rồi có buông make up không? Dạ buông luôn. Đúng rồi, top make up. Dạ. Đúng rồi, người ta thấy kinh yếu đúng rồi. Dạ. Nhưng cho hỏi bao lâu hai người mới hôn nhau? Quen bao lâu mới có nụ hôn đầu tiên? Đâu, một tháng á. Một tháng. Một tháng mà. Dạ đúng rồi. Dạ một tháng hay khoảng 3 tuần đó chị. Lúc đó là tụi em lên kèo đi chơi Vũng Tàu với nhau. Tụi em mới về khách sạn thì tụi em mới hôn nhau, đó là nụ hôn đầu tiên. Xong rồi anh này mắc cười lắm. Bạn này hôn em, hôn xong cái anh xin lỗi. Cái em nói là anh xin lỗi là sao trời. Cái em nói là trời tự nhiên xin lỗi không hôn tiếp. Dạ. Đi. Em cũng nói là trời ơi tự nhiên cái xin lỗi, cái mới kêu anh làm vậy có nhanh quá không. Xong cái em mới kêu không, em thấy bình thường, em thoải mái lắm, không có gì là khó khăn đâu. Còn nói ra thoải mái nữa trời. Lúc đấy hai bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ lúc đó tụi em khoảng 19-20. Dạ. Giờ đấy mà nhanh gì nữa em ơi. 19-20 và 3 tuần rồi đâu có nhanh đâu. Sao nó sao anh không gần sớm một xíu. Mà nó không là cái cảm giác nụ hôn đầu tiên nó như thế nào? Thực ra nụ hôn đầu tiên với người con trai thì không phải là với Tân, mà là em hôn cái bạn kia năm lớp lá. Cái lúc buổi trưa cái bạn nó nằm kế bên em, bạn nó hỏi hôn luôn, cái em kêu hôn. Hai đứa buổi trưa cái bạn nó nằm kế bên em, bạn nó hỏi hôn luôn, cái em kêu hôn. Hai đứa hôn nhau. Sao ngày xưa hôn dễ. Nhưng mà cái cảm giác đó lúc đó mình chưa có lớn nên là mình cũng thấy nó khác so với lại bây giờ hôn nhau. Lúc đó em cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người mình vậy á, hừng hực trong người em á chị. Em cảm thấy hưng phấn. Dạ. Chị ơi, sao em? Nụ hôn đầu tiên của chị ở năm lớp mấy đó? Nụ hôn đầu tiên của chị hả? Hình như lúc đó chị tới gần 20. Chị có nụ hôn đầu tiên. Ngày xưa chị yêu người ta chị không dám dịnh người nè em ơi. Chị thật ngây thơ. Nhưng mà khi chị dịnh ra là chị dịnh quà. Khi chị dịnh ra là chị dịnh quà. Chị dính luôn rồi. Chị dính luôn. Rồi cho anh hỏi là... Em làm sao? Mình coi nụ hôn đó. Đúng không? Đầu tiên em hỏi chị đó. Dạ. Em trả lời thiệt lòng không? Em hỏi chị chuyện mà nói thiệt đâu. Chương trình này của khách mời chị. Không, nhưng mà giờ lâu lâu chị em mình giao lưu với chị bình thường mà. Em cũng muốn biết. Đúng không? Đầu tiên đó. 19 tuổi. 19 tuổi. Ở ngay gần cầu ánh sao. Trời ơi. Vậy đi, có ở ngay cái hồ sen. Còn chị hôn nhau ở bờ sông. Ôi vậy chị cũng có sông nước giống tụi em. Rồi là cái đêm mà mình ở Vũng Tàu đó em, là mình chỉ hôn thôi phải không? Dạ không. Dạ không. Nó phải tiến xa hơn nữa. Anh Tuân á là thích kể hết từ A tới Z. Dạ. Nên em cứ kể hết đi. Dạ. Chị cứ làm như chị không thích ý. Lúc đó thì em cũng thoải mái lắm, em cũng nằm đó muốn làm gì thì làm, chứ em cũng không có tự tin lắm. Là em nằm im thế thôi á? Dạ, em cũng có nương theo. Chứ nằm im vậy thì người ta dị nghị, người ta nói mình em làm nằm em im là em không có cảm xúc đó. Dạ đúng rồi. Sau cái chuyện đó xong thì hồi nãy nụ hôn là bạn này xin lỗi, còn sau chuyện đó xong là cảm ơn. Mà em không biết sao bạn này rất là khách sáo luôn á, tại vì tự nhiên cái hôn xong xin lỗi rồi ấy, xong cái cảm ơn em. Cái em mới kêu trời ơi đi ngủ đi, tự nhiên cái cảm ơn em cũng không biết phải trả lời sao. Cái em kêu hôn ngủ ngon. Mà cảm giác làm sao?
lần đầu tiên với lại người bạn yêu như thế nào? Dạ không, lần đầu tiên của em thì với người khác, còn với bạn này là lần đầu tiên là với người yêu. Nó khác với lại người trước đó, tại vì mình có tình cảm với nhau thì bao gồm cả cảm xúc, rồi bao gồm cả cái tình yêu của mình trong đó nữa. Rồi cho anh hỏi Tân đó. Dạ. Vì sao mình buông ra lời cảm ơn đấy? Dạ tại vì trong cái quá trình đó em là người cũng hơi thích bạo lực trong chuyện đó. Nên là em hơi anh hỏi hơi sai. Em hơi em nói đúng chứ sao. Em hơi di chuyển không nguyên vòng vòng vòng. Em thấy bạn đó cũng hơi mệt. Dạ tại phòng cũng rộng nhưng mà em cứ tùm lum chỗ. Nên là em cũng hơi mệt, nên xong rồi bạn đó kém cảm ơn. Dạ. An là do vấn đề đó đó hả? Dạ đúng rồi. Quá trời ơi, ngại quá. Ngại quá rồi sau đấy con làm tiếp không? Sau đấy phải tới tới cử. Tới cử. Bao nhiêu ngày mới tới cử cơ? Em nghĩ chắc cũng phải 1-2 tuần. Sao lâu quá vậy trời? Kiểu mình dồn lại cho nó mãnh liệt á chị. 1-2 tuần là lý do là hai bạn lâu lâu mới gặp hay là vì hai bạn thích như vậy? Dạ cái thời điểm đó thì lâu lâu tụi em mới gặp. Dạ, dạ. Lúc đó là tụi em đều có công việc riêng nên là cũng hơi khó gặp nhau. Còn bạn giờ giữ gìn sức khỏe để làm việc. Dạ, dạ đúng rồi. Hai bạn đã ra mắt gia đình của hai bên chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ nhà em thì đầu tiên bữa tối hôm đó là vì bạn em bị mất điện thoại nên em mới gọi Khôn Nguyên đó là em rảnh không qua tâm sự với bạn anh đi, tại vì nó cũng buồn. Thì bữa tối đó thì về thì em nói với Khôn Nguyên là em dán gồng lên tại vì mẹ anh bị tai biến mới hết. Anh sợ. Xong rồi cái Khôn Nguyên nói, Khôn Nguyên cũng gồng, cái xong rồi Khôn Nguyên nói chuyện với mẹ em, Khôn Nguyên cứ vậy nè. Cái xong Khôn Nguyên vô, Khôn Nguyên nói anh ơi em gồng hết nổi bữa nay rồi, chỉ một bữa thôi. Mà lúc đó không có ai mà gồng lên để làm con trai, mà em vừa mặc áo hồng mà còn có trái dưa hấu nữa. Em gồng lên em nói chuyện nhưng mà em biết là mẹ Tân phát hiện ra liền luôn. Dạ. Yeah. Giờ mấy hôm sau thì Khôn Nguyên về chơi thì Khôn Nguyên có make up. Thì mẹ em chỉ hỏi là ủa mấy bữa trước mẹ thấy nó khác lắm. Lúc đó thì mẹ vẫn từ từ mẹ nhận ra. Thì tới lúc mà em quen Khôn Nguyên em mới come out với gia đình em luôn. Khôn Nguyên mới bài chuyện cho em là viết thư. Thì em cũng viết thư em để trong phòng em vậy á. Cái em gói đồ quá trời luôn. Em đem ra ngoài, em suy nghĩ cách là làm sao để có thể trốn mẹ em đi ra. Cái mẹ em nhìn, cái mẹ em ngó qua chỗ khác luôn. Mẹ không quan tâm. Cái tới bức thư đó, tới lúc mà tới tối luôn, mẹ em vô dọn phòng mẹ em mới thấy. Thì mẹ em mới gọi điện mà mẹ em khóc với Khôn Nguyên. Mẹ em nói là con ai mẹ cũng thương hết, thì về đi mẹ nuôi. Dạ, từ lúc đó là mẹ với ba em chấp nhận. Sau đó là em dọn đồ hết từ... Cũng suối người ta viết thư. Bà viết thư trước. Sao vậy bà suối thì cái bà viết thư nữa. Tại vì Tân thì là một người tự cô lập chính bản thân mình á. Nên em quen Tân là em muốn Tân phải hướng ngoại mới một tí xíu. Ngày xưa tụi em đi ăn với nhau, Tân kêu bún đậu, Tân còn không dám kêu cái anh phục vụ để kêu món nữa. Em cảm thấy là Tân nên nói ra những cái gì trong lòng của mình với gia đình để gia đình có thể hiểu. Thì em thấy nếu như mà nói miệng thì nó sẽ khó quá. Thì em mới bày cho Tân là viết thư. Thì Tân mới viết thư cho mẹ của Tân để mà mẹ Tân hiểu hơn. Hai bạn sống chung với nhà ở của Tân là bao nhiêu lâu rồi? Dạ tụi em về sống chung thì gần 2 năm rồi đó chị. Bây giờ vẫn còn ở chung hả? Dạ, dạ đúng rồi. Bây giờ thì tụi em vẫn ở chung. Có một câu hỏi dành cho Tân, nó khá nhạy cảm nha. Dạ. Tại vì ban đầu em quen với Khôi Nguyên với hình hài là người con trai. Dạ. Khi mà em biết Khôi Nguyên quyết định trở thành một cái hình mẫu unisex thì nó sẽ cái cảm xúc của em nó có thay đổi không? Mới vô em hơi lo lắng một xíu. Tại vì em nghĩ là bản thân em là thuộc cộng đồng LGBT. Thì em sợ một ngày nào đó thì Khôn Nguyên lại thành một người con gái. Dạ, thì em chưa có chấp nhận được việc đó. Nhưng mà từ từ thì Khôn Nguyên em thấy Khôn Nguyên ngày càng đẹp hơn, ngày càng được nhiều người thích hơn. Thì em cũng cảm thấy vui và em chấp nhận điều đó. Nhưng em có bao giờ suy nghĩ em muốn làm gái không? Dạ, hồi còn nhỏ thì có, nhưng mà tới lúc mà em lớn hơn được rồi á thì em nhận thức được là trong cộng đồng LGBT người ta không chỉ có gay les với lại chuyển giới không, mà còn có rất là nhiều những cái khác nữa. Thì em chọn cho mình cái cách là mình vẫn là gay nhưng mà em theo cái phong cách là mình thích làm đẹp, tại vì em rất là yêu cái đẹp, em muốn mình đẹp hơn á. Thì em lựa chọn cho mình một cái cách phù hợp nhất với bản thân của mình. Tại vì anh thấy là ngay cả chính những người trong cộng đồng thường
bó hẹp nhau bằng những cái hình ảnh nhất định. Dạ đúng rồi. Cá nhân anh thấy thì mình cứ hạnh phúc với lại cái hình ảnh riêng của mình, có thể nó độc lập không giống bất kỳ ai hết. Dạ. Nhưng mà miễn là mình hạnh phúc cuộc sống của mình thì thôi chứ. Trong cộng đồng LGBT kỳ thị em bởi vì em nói em là thụ nhưng mà em lại y chang như là một người chuyển giới, thì có rất là nhiều người người ta không có thích cái hình ảnh đó. Người ta không thích nhưng mà mình thích được rồi. Dạ. Người yêu mình thích mình là được rồi. Dạ. Chứ là mình sống cho mình đi. Dạ. Cái chuyện nghĩa là không bất cứ giới tính nào, quan trọng là hai người cùng một cái trái tim, cùng một cái sở thích. Dạ. Mình hòa quyện với nhau là mình sống với nhau được rồi. Chứ đâu có cần phải một bạn thụ mạnh công phải rặt như vậy mới quen nhau được đâu. Rồi bọn em có dự tính gì cho tương lai của mình không? Hiện tại thì tụi em sẽ học xong trong vòng năm nay, và năm sau thì tụi em sẽ tiếp tục cái phát triển cái con đường kinh doanh riêng của hai tụi em. Và sau đó thì khi mà tụi em có vốn nữa thì tụi em sẽ bắt đầu xây nhà và nhận con. Chị nghĩ là cái vấn đề mà kinh doanh online, nếu tụi em làm tốt, làm giỏi á, nó cũng là kinh tế chính cho tụi em luôn. Nói chung là đang rất là hot. Yeah. Nên tụi em gán, tụi em kiếm những mặt hàng tốt, tụi em bán. Yeah. Tụi em sẽ có nhiều khách hàng, tụi em sẽ có kinh phí ổn định, tụi em sẽ làm được nhiều việc. Yeah. Mà ước mơ tụi em chưa làm được, tụi em làm. Mình sinh con nuôi, hoặc nếu có tiền thì mình có thể nhân tạo. Dạ. Rồi có bao giờ hai bạn nghĩ đến một cái đám cưới nhỏ nhỏ? Bản thân của em thì em muốn là tới một lúc nào đó mà mình không đắn đo về chuyện tiền nong nữa. Ừ. Thì em sẽ đám cưới và em cũng không cần khách dự tiệc của mình phải đi tiền hay là đi vàng gì hết. Em muốn là mọi người tới cùng chung vui với em, cùng san sẻ niềm vui là được. Năm nay là năm dịch. Dạ. Nên chị không có tổ chức lần hai lễ hội cộng đồng LGBT. Dạ. Năm sau là chị tổ chức lại lần hai. Đó, tụi em muốn tham gia thì cứ đăng ký. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, em sẽ đăng ký để tham gia.